Đây là bộ phim kinh dị ám ảnh và gây ấn tượng bậc nhất, với một cuốn băng video bị nguyền, người xem sẽ bị con ma chui ra từ tivi và hại chết. Sự đáng sợ của nó là nguồn cảm hứng cho một bộ phim hài và là tư liệu thẩm du cho mấy ông weebo. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bộ phim thì bắt đầu vào một đêm mưa bão. Hai cô gái này ngồi xem tivi và nói chuyện về cách mà sóng vô tuyến tiêu diệt tế bào não, rồi biến người ta thành top top cơ. Xem chán quá nên Becca bắt đầu gợi chuyện kinh dị ra để kể. Người ta đồn là có một băng đĩa bị ám. Sau khi xem xong thì sẽ có một cú điện thoại thông báo rằng bạn sẽ tèo sau 7 ngày. Katie nghe xong mặt trắng bệch, vì đúng một tuần trước cô bé cùng hội bạn của người yêu xem cái băng đĩa y hệt như thế. Và hôm nay chính là ngày thứ 7. Katie liền giả vờ mắc nghẹn để dọa ngược lại Becca, rồi hai đứa bắt đầu cười cợt lời nguyền. Đúng lúc đấy đồng hồ báo 10 giờ đêm, tiếng điện thoại cũng vang lên. Hai đứa giật thót, rón rén mò ra chỗ điện thoại bàn, nhưng hóa ra chỉ là mẹ Katie gọi điện hỏi thăm. Sau khi dập máy thì tivi trong nhà đột nhiên bật lên, nhưng chỉ có màn hình nhiễu chứ chẳng có gì cả. Katie nghĩ bạn trêu nên tắt đi thôi. Ai ngờ vừa quay đi thì tivi lại bật lên. Katie chạy đến rút hẳn phích ra, mặt thì dí sát vào cái tivi màn hình to đùng. Thảo nào con ma nó bỏ ra dễ như vậy. Mà đánh giá là con ma này rất là vô duyên nhé. Vào nhà người ta tự tiện mở tủ lạnh. Katie chạy lên tầng 2 thì thấy cửa phòng cô bé đang tràn nước ra ngoài. Chiếc tivi trong phòng đang chiếu hình ảnh của một chiếc giếng. Katie cúc, đấy mới chỉ là mở bài mà thôi. Còn giờ là đến với nhân vật chính đây. Đây là Rachel, một nhà báo bận rộn kiêm mẹ đơn thân bán thời gian, bởi vì thằng con Aidan đã đến tuổi đi học và cũng khá là tự lập. Aidan có khả năng ngoại cảm, dù chẳng giúp ích gì trong phim cho lắm. Thằng bé vẽ bức tranh dự đoán chị họ sẽ mất trước khi điều đó xảy ra cả tuần trời. Và đoán xem ai là chị họ của nó nào? Chính là Katie. Trong đám tang của cô bé, mẹ của Katie kể lại mọi chuyện cho Rachel về cái chết lạ lùng của con gái. Trông cái xác nó ám ảnh thì thôi rồi, còn cô bé Becca bạn thân thì đã phải vào trại thương điên. Rachel còn nghe được về cuộn băng bị ám và cả chuyện bạn trai của Katie chết cùng một ngày từ đám bạn của cô bé. Bản năng phóng viên mách bảo Rachel phải dí mũi vào chuyện này thôi. Rachel đi lên phòng cô bé và tìm thấy đống tạp chí bị tô màu che hết mặt người mẫu, kẹp vào trong đó là giấy hẹn đi lấy ảnh ở một cửa hàng. Rachel mới lần theo địa chỉ để xem có phát hiện thông tin gì không. Ban đầu thì mấy tấm ảnh đều bình thường, nhưng tấm cuối cùng thì mặt cả lũ như qua filter Instagram. Tìm hiểu tiếp thì Rachel biết cả đám bạn đều mất vào cùng giờ, cùng ngày. Cô quyết định đi đến nơi mà Katie cắm trại tối hôm đó. Tay chủ thuê xác nhận ngay căn nhà số 12 mà bọn kia thuê, kèm theo hóa đơn thuê băng đĩa chưa trả. Rachel nhìn quầy băng đĩa thì chú ý ngay đến một cái băng không có vỏ. Cô liền thuê lại căn nhà số 12 và lén cầm cái băng đĩa kia theo. Đến lúc cô vào căn nhà kia thì cũng đến lúc hoàng hôn. Đối diện căn nhà có một cái cây đơn độc trên ngọn đồi. Cái cây này cũng quan trọng đấy. Rachel vào phòng thì bật ngay cái băng đĩa kia lên và cô bị rickroll. Không, đùa đấy. Hình ảnh đầu tiên là một cái vòng sáng, rồi nước nôi ngập tràn, một chiếc ghế, một người phụ nữ đang trải lông nách trong gương, một ông nào đấy đứng cạnh cửa sổ, một con ruồi bò quanh màn hình, cây rực cháy, một cái thang, ngựa chết, một cái giếng và một cái tai nghe JBL Tune Beam. Kiểu dáng đẹp, chống ồn chủ động ANC tốt, thiết kế công thái học mang lại trải nghiệm đeo thoải mái nhưng vẫn chắc chắn. Trang bị driver 6mm mang đến âm thanh nghe sướng, bay sâu. Đã thế còn chống bụi chống nước nhẹ, rơi xuống giếng trồi lên ngay thì không sao. Tai nghe còn tích hợp thêm công nghệ Smart Ambient và xuyên âm Talk Through. Mà nói nôm na thì là để tắt nhạc đi nói chuyện với người khác thoải mái mà không cần phải tháo tai nghe ra. Đấy, một chiếc tai nghe thì cần thêm cái gì nữa đâu. Vậy thì hãy ra ngay Cellphonex để dinh ngay một con hàng về tay với giá 2,49 triệu. Một mức giá đáng từng xu cho chất lượng và thương hiệu JBL danh tiếng. Link ở dưới phần mô tả và bình luận. Đấy, mấy cái hình ảnh này thì để phá án sau này. Sau khi xem xong thì chuông điện thoại vang lên. Rachel bắt máy thì nghe thấy bên kia bảo 7 ngày. Nghĩa là còn 7 ngày để sống. May là nó không gọi để đếm ngược về không, không thì chẳng khác gì đi nét hết tiền. Và ngày hôm sau, Rachel nhờ đến sự trợ giúp của Noah, một tay kỹ thuật viên. Cô cho Noah thấy bức ảnh dính filter của Katie và chính Rachel đang bị như vậy. Noah liền thuyết phục cô cho xem cuốn băng đĩa đó. Xem xong thì cũng có tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng lần này thì Rachel không cho Noah bắt máy. Noah cũng như bao người Mỹ trong phim khác, chẳng bao giờ tin vào nguyền rủa, nhưng thấy thái độ nghiêm túc của Rachel thì Noah bảo sao lại một bản để về nghiên cứu thêm. Thế là Rachel mang nó đến chỗ làm để sao chép cuộn băng thêm một bản. Cô phát hiện ra mấy cái thông số trên máy nhảy loạn hết cả lên, thậm chí con ruồi trong bản chép ra trông cứ như còn sống. Cô đem bản đó đưa cho Noah. Việc số liệu của mấy bản này nhảy linh tinh khiến anh cực kỳ khó hiểu. Tôi cũng không hiểu lắm. Nói chung là ai cũng thấy nó bất thường rồi. Một số đoạn cũng khó hiểu, như đoạn quay gương nhưng không hiện máy quay, và video có một đoạn hình ảnh bị chèn mất. Đúng lúc đang phân tích thì người yêu của Noah đến. Rachel không muốn liên lụy nhiều người nên cầm cuộn băng bỏ về luôn. Cô vừa bước chân ra khỏi tòa nhà thì gặp một cái thang y hệt trong cái video, nhưng cái này chỉ là do một tay sơn tường bỏ quên mà thôi. Rachel sau đó đến thăm Becca trong viện tâm thần để hỏi các thứ xảy ra với Katie. Dường như cô bé này biết là Rachel đã xem đoạn băng nên chỉ bảo 4 ngày nữa cô sẽ biết chuyện gì xảy ra. Rachel vẫn không chịu đầu hàng. Cô đến nơi nào đó trông công nghệ cao vờ lờ để tìm ra hình ảnh bị chèn trong đoạn băng là gì. Kết quả đấy là hình ảnh của một ngọn hải đăng. Chiếc máy lúc đấy đã quá tải nên bị sập luôn. May quá bật lại vẫn còn ngon lành. Rachel bắt đầu soi tiếp đoạn con ruồi, thậm chí cô còn bắt được nó luôn ra khỏi màn hình. Mũi của Rachel chảy máu ngay lúc đó. Sang ngày hôm sau, Rachel đi tìm dữ liệu về các ngọn hải đăng và xác định địa điểm là ở đảo Moesco. Cô chuyển hướng sang tìm thông tin liên quan đến hòn đảo này thì tìm thấy thông tin người phụ nữ chải tóc tên Anna Morgan. Lần theo cái tên này thì biết bà ta cưới một chủ trại ngựa. Có một đợt ngựa của bà ta lăn ra chết hàng loạt. Anna thì phải vào viện tâm thần để chữa trị. Sau khi Anna tự sát thì đám ngựa lại trở nên bình thường. Sang đến ngày thứ 5, Noah thấy mặt anh bị bóp méo trên camera giám sát ở cửa hàng tiện lợi thì mới chấp nhận việc thôi, có vấn đề thật rồi. Rachel thì vẫn bận rộn tìm hiểu mọi thứ. Thằng bé Aidan thì phải nhờ người này người kia trông coi. Tối hôm đấy trong lúc cô gọi cho chị gái thì bị sặc. Rachel ho khan rồi lôi từ trong miệng ra một sợi dây. Nó chính là cái dây của người ta gắn lên người để đo nhịp tim đấy. Còn tại sao nó lại ở trong người Rachel thì ai mà biết được. Phim ma mà. Rachel đi về phía phòng con trai thì thấy một đứa con gái ướt sũng ngồi giữa phòng. Đếch hiểu sao Rachel đi ra vỗ vai nó rồi bị nắm vào tay. Cô thoáng nhìn thấy một căn phòng rồi choàng tỉnh dậy. Trên cánh tay vẫn còn vết bỏng do con ma kia gây ra. Nhưng tin xấu là thằng con đã lỡ xem đoạn băng rồi. Tiếng điện thoại vang lên. Rachel cúp luôn. Chuông lại reo. Cô nhấc máy định chửi nhau xanh chín luôn thì nhận ra người gọi là Noah. Cô nức nở bảo Aidan đã bị nguyền rồi, mà hóa ra Noah chính là bố thằng cu. Sang ngày thứ 6, Rachel sang nhà Katie để tìm thêm manh mối. Trong nhật ký của cô bé thì ngày cuối cùng người bị nguyền sẽ nhìn thấy một vòng tròn. Rachel quyết định đến đảo điều tra tiếp, còn Noah thì đến viện tâm thần để tìm hồ sơ của Anna. Trước khi chia tay thì Noah đưa cô bức tranh mà Aidan vẽ tặng bố mẹ. Trên đường ra đảo, Rachel tìm hiểu tiếp và được biết Anna có con gái. Có lẽ đấy là kẻ mà cô gặp trong mơ. Rachel đi lại trong chiếc phà siêu to khổng lồ, nhưng cô khiến cho con ngựa trên thuyền sợ chết khiếp. Nó giằng xích chạy khỏi chuồng rồi phi thẳng xuống dưới biển tự vẫn. Rachel dần hiểu ra câu chuyện với lũ ngựa của Anna. Quay lại với Rachel, cô đã đến trang trại ngựa, chính xác là nơi xuất hiện trong video. Cô tìm đến ông chủ trại Richard. Ông này tưởng cô là phóng viên đến hỏi vụ ngựa tèo hàng loạt nên mời vào nhà để kể chuyện các thứ. Rachel nhờ thế mà nhìn thấy tấm gương mà người phụ nữ đã chải tóc. Cô liền lôi cuộn băng ra hỏi Richard. Ông này lập tức trở mặt đuổi cô ra khỏi nhà. Rachel lững thững đi ra ngoài thì tự dưng thấy khung cảnh này trông quen quen. Nó chính là bức tranh mà Aidan đã vẽ và thằng nhóc đã tô kín mặt của đứa con gái của Anna. Trong lúc đó thì Noah đang bị bác sĩ từ chối cho xem bệnh án. Cái đấy thì hiển nhiên rồi, nhưng không cho thì thôi. Noah tự cậy cửa sau đi vào xem. Hồ sơ của Anna cho thấy bà ta đã liên tục sảy thai nên đã nhận nuôi đứa con gái tên Samara, mà hồ sơ con bé được kẹp luôn ở đó. Bên trong còn những tấm phim kỳ lạ bị vẽ lên nữa. Bìa hồ sơ còn ghi chú là muốn biết thêm thông tin thì xem video SM0015. Lúc này ở nhà, Aidan đã bắt đầu vẽ một loạt những vòng tròn trên giấy. Thằng này chưa đến ngày cuối cùng, nhưng nó có năng lực ngoại cảm nên thấy trước. Rachel liền gọi về thằng bé, liền xác nhận thực sự chủ nhân lời nguyền là đứa con gái. Nó còn nói với Aidan là rất ghét ngựa vì chúng làm cô bé khó ngủ. Rachel liền tìm đến bệnh viện địa phương để dò hỏi. Tất cả thông tin đều xác nhận con gái Anna có vấn đề. Noah ở bệnh viện thì đang chuyển sang giả làm Richard để được xem cuộn băng kia. Không lẽ ở đây người ta không kiểm tra chứng minh thư à? Nhưng cuộn băng không ở đấy, và người cuối cùng yêu cầu xem cuộn băng chính là Richard thật. Noah liền tìm cách gọi cho Rachel nhưng không được. Trong khi đó Rachel đang đột nhập trại ngựa để tìm hiểu thêm thông tin. Cô cũng phát hiện ra cuộn băng của Samara và xem thử. Đấy là video ghi lại quá trình nghiên cứu cô bé. Samara không hề ngủ và có khả năng dùng tâm trí khắc ra điều cô bé thấy lên những tấm phim. Cô bé cũng đổ lỗi cho ông bố đã đưa cô bé vào trại. Đúng lúc đấy Richard tấn công Rachel từ đằng sau rồi vác cả chiếc tivi đi. Nhưng thật ra ông ta đem nó vào phòng tắm để tự sát. Noah xuất hiện đúng lúc Rachel phát điên lên vì sợ hãi và bất lực. Cô bình tĩnh lại rồi nhớ đến việc Samara bị mất ngủ vì lũ ngựa. Thế là cô nhận ra Richard đã nhốt cô bé ở mái nhà chuồng ngựa. Đường đi lên chỉ có duy nhất một cái thang. Cô bắt đầu cảm thấy thương cho số phận của Samara. Trên tường của căn phòng có vẽ một cây phong lá đỏ to đùng. Đoán xem, đấy chính là cái cây cô đơn đối diện căn phòng số 12. Đến ngày cuối cùng của Rachel, cô cùng Noah quay lại căn phòng số 12. Rachel bắt đầu tuyệt vọng, khiến cho Noah tức giận đập hết đồ đạc. Mấy viên bi trang trí rớt xuống đất, tụ hết về phía chân tivi. Hai người lật thảm lên thì thấy gỗ bị mục thành một vòng tròn. Noah liền lấy rìu bổ chỗ sàn đấy ra. Ngay phía dưới là một chiếc giếng bị đậy kín. Lúc hai người mở nắp giếng ra thì hiện tượng siêu nhiên bắt đầu xảy ra. Samara bị sập xuống, đẩy Rachel ngã xuống giếng, nhưng cô chưa chết. Noah ở trên liền chạy đi tìm cách kéo cô lên. Rachel nhìn quanh thì thấy vết móng tay trên thành giếng, nhưng mà thời điểm lời nguyền phát tác đã đến, nắp giếng tự động đóng lại. Rachel đang hoảng loạn thì túm được một mớ tóc, rồi tâm trí cô lại bị kéo về ký ức của Samara. Cô bé sau khi từ bệnh viện về thì bị chính Anna vứt xuống giếng. Nghe cuộc đời con bé này chắc chở y như chị Tấm vậy. Thứ cuối cùng cô bé nhìn thấy là cái nắp từ từ chèn lại miệng giếng. Mà chèn kiểu gì mà hở hết ánh sáng thế này nhỉ? 7 ngày sau thì cô bé cũng tèo. Đấy chính là lý do lời nguyền sẽ có hiệu lực sau 7 ngày. Rachel tỉnh dậy sau ảo giác. Vết bỏng trên tay cô dần biến mất, lời nguyền trên người cô đã được hóa giải. Xác của Samara dần nổi lên mặt nước, rồi hóa thành bộ xương trong vòng tay Rachel. Vài giờ sau, đội cứu hộ đã đến. Rachel và Noah an toàn về nhà. Sáng ngày hôm sau, Rachel lựa lời kể lại cho Aidan mọi chuyện. Cơ mà thằng bé lại cực kỳ hoảng hốt. Vết bỏng trên tay Aidan chưa hề biến mất. Đấy không phải là cách hóa giải lời nguyền. Samara không cần giải thoát khỏi giếng. Mục đích của nó là gieo rắc sự sợ hãi. Ngày hôm đó chính là ngày cuối cùng của Noah. Chiếc tivi trong nhà anh tự động bật lên, hiện ra hình ảnh một cái giếng. Chuông điện thoại đúng lúc vang lên, chính là Rachel đang gọi sang. Nhưng Noah không quan tâm mà nhìn chằm chằm vào tivi. Rồi Samara rách dưới, trèo lên từ miệng giếng, từ từ tiến đến phía trước. Rồi cô ta chui ra khỏi màn hình. Nước nôi từ người cô ta lênh láng khắp nơi. Cô ta từ từ đi về phía Noah. Đến khi Rachel đến nơi thì tất cả đã quá muộn. Cô về nhà túm lấy quận băng mà đập bể nó cho đỡ cái cảm giác sợ hãi bất lực. Cô bắt đầu tự hỏi bản thân đã làm gì mà Noah đã không làm để phá hủy được lời nguyền. Và rồi cô nhận ra lời nguyền này không thể phá hủy được. Cách duy nhất là sao chép bằng đĩa và truyền lời nguyền này cho người khác. Lời nguyền sẽ lây lan như một con virus không thể nào dừng lại. Và thế là Rachel up video đấy lên YouTube với tiêu đề Cách để đánh lừa một thằng ngu. Và tôi còn quài. Xin chào và hẹn gặp lại.